Sức hút kỳ lạ của phong cách kiến trúc Maroc. Phong cách Maroc không chỉ đặc trưng bởi cách phối trộn màu sắc và họa tiết tinh tế mà còn phản ánh văn hóa phong phú và đa dạng của vùng đất này. Bảng màu trong thiết kế Maroc thường mang sắc màu của đất tạo cảm giác ấm áp, hay màu của ánh sáng mặt trời rực rỡ kết hợp với màu ngọc lam tươi sáng. Những yếu tố này tạo nên một không gian sống động và đầy mê hoặc, khiến ai cũng muốn trải nghiệm. Khi tham gia hành trình du lịch của Vietravel, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng rõ nét phong cách kiến trúc Maroc tại những địa danh nổi tiếng. Mời bạn khám phá hành trình Maroc 12 ngày 11 đêm, khởi hành 30 tháng 8, 26 tháng 9, 23 tháng 10. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.